năng lượng điện có thể được sản xuất từ năng lượng tái sinh, năng lượng hóa thạch hay từ năng lượng hạt nhân. Người ta gọi thiết bị biến đổi một dạng năng lượng điện thành điện năng là thiết bị sản sinh ra điện. Các thiết bị này có thể là máy phát điện, pin mặt trời hay ắc quy khi phóng điện. Các thiết bị biến đổi điện năng thành một dạng năng lượng khác được gọi là thiết bị tiêu thụ hoặc là tải. Ví dụ như bóng đèn điện, động cơ điện hay ắc quy khi nạp điện.